Ban đầu thì cũng cứ nhảy vô là nhịn ăn thôi, nhảy vô là nhịn ăn xong cái nhiều người nói là phải tập thể dục thì cũng tập thể dục, thì vừa nhịn ăn vừa tập thể dục thì đúng là nó giảm cân thật, nhưng mà tháng đầu thôi, rồi sau đó dần 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 cái là nó lại tăng cân trở lại à, và cứ đau vào đấy à, nên là không có giảm cân được. Rồi thì cái phương án giảm cân của mọi người là gì? Cái phương án giảm cân của chúng ta là phải nắm được hai cái nguyên tắc, đó là năng lượng đầu vào và nguyên tắc năng lượng đầu ra. Nhưng mà thật ra là cái mà mình đưa vào miệng và cái mình thoát ra khỏi cơ thể đó. Cái đưa vào miệng thì đa số là thức ăn thôi chứ không còn cái gì, thức ăn thức uống à. Cái năng lượng đầu vào mà chúng ta muốn giảm cân là chúng ta chỉ cần để ý tới cái thức ăn và thức uống, và khi mà thức ăn và thức uống đưa vào trong miệng thì nó sẽ chuyển hóa thành một cái dạng mà người người ta tính ra được, nên là mới mới đưa vào áp dụng giảm cân, đó là cái lượng calo. Thì có ba cái dạng năng lượng cung cấp calo chính cho các cô chú anh chị ở đây để cái năng lượng calo nạp vào, đó là đường, cái thứ hai đó là cái lượng đạm, rồi cái thứ ba nữa đó là mỡ. Thì chúng ta nạp vào ba cái năng lượng đó thôi, đơn giản mỗi ngày chúng ta nạp vào ba cái năng lượng đó, và chúng ta chỉ cần biết được cái năng lượng nạp vào là chúng ta có thể kiêng khem, chúng ta có thể giảm cân, chúng ta có thể giảm ăn, hay là chúng ta có thể đưa cái lượng mỡ máu của chúng ta thấp xuống. 1 gram đạm thì nó cung cấp 4 kilocalo, 1 gram đường nó cũng cung cấp 4 kilocalo, nhưng mà 1 gram mỡ thì nó cung cấp 9 kilocalo. Cái giá trị nó không tuyệt đối là 4 hay là 9, nhưng mà thực ra là nó cũng xoay quanh những con số đó. Thì chúng ta sẽ phải để ý tới một cái nữa, đó là cái thức ăn đó là chứa bao nhiêu kilocalo. Thì theo lý thuyết thì chúng ta có thể tính được, nhưng mà ai ngồi tính cho được? Nhưng mà đã có những người về chuyên gia dinh dưỡng, người ta đã tính sẵn rồi, cái người ta đăng lên trên mạng. Thì bây giờ các cô chú anh chị lên trên mạng bấm vào đó, lượng calo trong một tô mì Quảng, lượng calo trong một ổ bánh mì chả thịt, lượng calo trong một tô bún bò Huế, lượng calo trong một tô hủ tiếu xương, lượng calo trong một chén cơm đầy. Rồi có những cái thức ăn mà nó ít calo thì mọi người sẽ tìm hiểu được là những thức ăn chứa ít calo, ví dụ ở đâu, ví dụ ở trong cam quýt trái cây, ở trong rau thì lượng carbohydrate nó rất là thấp. Có một cái chỉ số khác, có cái chỉ số tên là GI, đó là glycemic index. Cái chỉ số GI hay còn gọi là glycemic index này thì nó mang ý nghĩa như thế nào? Đó là nó mang ý nghĩa là cái chỉ số đường huyết. Khi mọi người ăn một thức ăn nào đó vào mà nó tăng cái lượng đường huyết tăng vọt lên thì đó là thức ăn có cái chỉ số GI cao. Mà nếu mọi người ăn cái thức ăn nào đó mà cái chỉ số đường huyết nó không có tăng nhiều thì nó lại là cái chỉ số GI thấp. Và thường đó là cái chỉ số GI này tính cho những cái thực phẩm chứa carbohydrate thôi. Carbohydrate là chứa đường á mọi người. Thì mọi người chỉ cần là ăn những cái thức ăn mà có GI nó hơi thấp xuống để cho nó đỡ phải là tăng vọt cái đường huyết. Mà khi mọi người bị tăng vọt cái đường huyết á thì sao? Khi nó tăng vọt đường huyết thì cơ thể của chúng ta nó tiết ra cái insulin để nó chuyển cái lượng đường mà tăng vọt qua cái ngưỡng đó thành một cái dạng năng lượng khác. Và có một cái dạng năng lượng mà khiến cho mọi người mập, đó là dạng năng lượng mỡ. À, khi nó tích trữ thành mỡ, nó đi tới nó tích tụ trong cơ thể thành những cái mô mỡ, nên là bây giờ nó tích trữ ở trong đó thì tăng cân là chắc chắn thôi, không có cách nào khác đó. Muốn giảm cân bắt buộc chúng ta phải tiêu hóa được cái mỡ đó. Đây có một cái chỉ số khác mà người ta cũng rất là hay dùng, nhất là ở trong bệnh nhân đái tháo đường, ở trong chế độ ăn của đái tháo đường mỡ máu hay là chế độ ăn giảm cân, đó là chỉ số GL ha. GL là viết tắt của glycemic load, còn GI là viết tắt của glycemic index. Glycemic load là sao? Có nghĩa là nhân cái GI đó với lượng carbohydrate ở bên trong thực phẩm đó. Ví dụ khoai lang có cái số GI cao, trung bình tới cao 55 là cũng tương đối là cao rồi. Nhưng mà vì sao ăn khoai lang lại có thể là giảm cân được? Bởi vì sao? Bởi vì trong khoai lang đó có chỉ số GL khắp thấp, bởi vì là nó chứa ít carbohydrate hơn những cái thức ăn cùng cái chỉ số GI với nó. Mà 55 thôi nhưng mà nhân với lượng carbohydrate ít nên là chỉ số GL nó thấp. Và chỉ số GL nó khoảng 11 thôi. Mà khi chỉ số GL nó khoảng 11 là cận dưới của mức trung bình, là gọi là gần thấp rồi, thì ăn khoai lang nó lại giảm cân tốt đó. Còn thứ hai là năng lượng đầu ra. Mọi người chỉ cần nắm vững cái năng lượng đầu vào và năng lượng đầu ra là mọi người giảm cân cực kỳ là gọi là tốt rồi. Năng lượng đầu ra nó như thế nào? Năng lượng đầu ra đơn giản là chúng ta tập luyện thôi. Chúng ta tập luyện cái là nó giảm cân. Bây giờ mà không muốn giảm cân mà ngồi 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 nhịn ăn, mà không lẽ nhịn ăn cả đời, không lẽ tháng nào cũng nhịn ăn rồi chất lượng cuộc sống của chúng ta như thế nào mọi người? Không thể được. Mà Trường nói nôm na thôi, đó là mọi người tập nhẹ nhàng, bền, ra mồ hôi và kéo dài trên 30 phút mỗi ngày, và nếu được thì 7 ngày trong một tuần, 1 tháng 30 31 ngày.